Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử sinh duyên thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Phật. Đệ tử sinh duyên thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Pháp. Đệ tử sinh duyên thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Tăng. Đức Phật là đấng vô lượng từ bi, trí tuệ viên mãn. Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, đã đoạn tận vô minh và phiền não. Ngài là bậc thầy của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin cung kính làm lễ ân đức Phật Bảo. Pháp Bảo là những phương đương dược có công năng trị những chứng bệnh phiền não của chúng sanh. Người nào hành theo chánh giáo sẽ có kết quả lợi ích trong hiện tại và tương lai. Đệ tử xin cung kính làm lễ ân đức Pháp Bảo. Tăng Bảo là những người thường hành theo chánh giáo. Các ngài đã đắc quả thánh hay còn phàm. Các ngài là những bậc mô phạm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin cung kính làm lễ ân đức Tăng Bảo. Do nhờ oai lực tán dương Tam Bảo, một cái vắn tắt xin gia hộ cho chư tôn đức tăng, quý tu nữ cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc, nhất là phát sanh trí tuệ thực hành theo giáo pháp của Đức Thế Tôn, ngõ hầu sớm đoạn từng khổ ưu, thành tựu thánh trí, chứng đạo quả niết bàn, đồng đều nhau cả tại. Trong suốt cái thời gian vừa qua chúng ta hành thiền, thì chúng ta sẽ trải nghiệm từng cái cung bậc cảm xúc khác nhau, từng cái cung bậc tâm khác nhau. Và điều mà sư nhắn nhủ với quý vị đó là gì? Đó là chúng ta hãy trân trọng 10 ngày này để chúng ta phát triển nội tâm của mình. Bởi vì thời gian của chúng ta không có nhiều đâu. Ở ngoài mình cứ nghĩ là 10 ngày là một cái khoảng thời gian nó ghê gớm, nó dài lắm. Nhưng không, 10 ngày rất là khó để chúng ta có thể điều chỉnh lại một cái nội tâm mình đã dễ vui, mình buông lung một cách rất là lâu rồi. Mục tiêu chúng ta đặt ra là gì? Là chúng ta học cách rèn luyện tâm, học cách kiểm soát tâm, để khi chúng ta về đời, chúng ta đối cảnh, chúng ta đi làm đó, chúng ta tiếp xúc, chúng ta có sự kiểm soát tốt hơn, để mình bớt nóng giận hơn, để mình bớt căng thẳng hơn, để mình có sự tập trung tốt hơn. Chúng ta có ba nhóm chính, ba nhóm tâm chính mà chúng ta sẽ phải đối diện khi mà chúng ta về đời. Cái nhóm đầu tiên chính là cái nhóm tâm tham, ham thích. Rồi chính từ cái sự ham thích đó, chúng ta ôm đờm hết cái nọ đến cái kia, hết cái này đến cái nọ. Phải nói là sư chúc mừng những vị tham dự khóa thiền 10 ngày này. Bởi vì quý vị tham dự thì mình đã, đối với những người nam thì quý vị tránh được cái mùa World Cup. Còn với các người nữ thì quý vị tránh được cái mùa sale off Black Friday. Quý vị đỡ tốn tiền dữ lắm. Vô trong đây rồi quý vị chẳng những tiết kiệm tiền, tiết kiệm phước, mình còn đỡ tốn tiền. Ở ngoài mà mình coi đá banh thì nhẹ thì chỉ có chào quảng sáng thôi, nặng thì có khi là nhà cửa nó đổ nón ra đi. Chúng ta cứ nghĩ cái chuyện mà mình thắng cá cược là cái chuyện may rủi. Hơn nữa chúng ta có sự phân tích, mình có sự hiểu biết, mình biết cái đội nào mạnh, đội nào yếu thì cái khả năng thắng mình phải cao.
Chưa kể có khi giờ trước trận đấu nó còn chấp kèo trên kèo dưới nữa mà. Vậy đó mà người ta cứ bán cầm cố tài sản suốt. Mỗi lần vô cái mùa này thì những cái tiệm mà cầm đồ thì ăn nên làm ra. Tại vì người ta chỉ có cầm thôi chứ người ta đâu có chuộc nổi. Thì nhờ chúng ta ở đây chúng ta đỡ được cái vụ này. Nhưng mà mình giống như là mình tránh bão thôi. Tuy nhiên cái bão bên trong nội tâm mình đó mới là cái mà chúng ta cần phải giải quyết. Tránh thì nó chỉ là nhất thời, nhưng giải quyết làm sao để nó mãi mãi. Khi mà mình đứng trước một cái cám dỗ, cái chúng ta cần làm đó là gì? Cái việc đầu tiên là hãy phát hiện nội tâm của mình đang có tham. Nó vừa khởi tâm tham lên, hãy phát hiện ra ngay. Khi mình phát hiện càng sớm thì mình càng giải quyết được vấn đề. Vừa thông báo kèo trên kèo dưới là mình ngay lập tức phát hiện ra ngay tâm tham. Vừa có lòng muốn mở ra xem đá bóng thì ngay lập tức phát hiện ra ngay tâm tham. Phát hiện ra và giải quyết nó. Mình nhìn thấy rõ cái sự nguy hại của nó. Rồi từ đó đó mình lo, mình giải quyết nó đi. Hoặc là nhiều người bị nghiện cái mua sắm không kiểm soát, dẫn đến cái tình trạng là bây giờ chúng ta trước đây chúng ta xem cái Hàn Quốc là một cái xứ rất là đẹp đẽ, rất là tiên tiến. Nhưng mà họ trả giá của cái sự tiên tiến đó, đó là những cái thẻ nó quẹt mòn hết, những cái thẻ tín dụng. Người ta cho mình một cái khoản tiền, coi như tiền Việt Nam đi, cho mình khoản tiền vài, tự nhiên cho mình khoản tiền vài chục triệu, cả trăm triệu. Nó ngân hàng đưa cho mình, nói cứ giữ đó đi, cần thì xài. Miễn làm sao mà trong vòng 45 ngày mình trả lại thôi. Cứ giữ đó đi, biết đâu tới hồi cần thì mình có, cứ xài. Không có thôi cứ giữ đó, đâu có ai tính tiền. Mình cứ nghĩ nó là hay, mình ôm đó. Giờ có tiền mà không phải tiền của mình nữa chứ, mình cứ giữ thôi. Thì chúng ta sẽ có cái khuynh hướng chi tiêu không kiểm soát. Cái mục đích của cái việc người ta đưa cục tiền cho mình là để kích thích cái lòng tham muốn của mình. Mình tham muốn, rồi sau đó từ đó mình tiêu tiền, mình cứ quẹt thẻ. Rồi tới tháng mình lại còng lưng mình trả nợ. Có những cái bẫy ở bên trong đó mình không biết. Cái bẫy đầu tiên là cái bẫy của lòng tham. Ngay khi mình cầm tấm thẻ đó là mình đã chết một nửa rồi. Có ai cầm thẻ mà không xài? Không xài mình cầm thẻ làm chi? Đó. Nhưng mà người ta cứ dúi tiền vô tay của mình, không phải tiền của mình. Rồi cứ thế là tâm tham của mình, mình không phát hiện ngay từ thời điểm đó. Rồi là mình đã dính cái mồi câu. Mà cái mồi câu á, thì quý vị thấy rồi, con cá khi nó đã cắn câu, cái mồi nó kéo đi đâu thì con cá nó chạy theo đến đó. Con cá đâu có cưỡng lại được. Đó là chưa kể người ta có thể đưa ra những cái chương trình khuyến mãi, tiêu bao nhiêu thì họ sẽ hoàn tiền lại bấy nhiêu. Đó. Tiêu không phải tiền của mình mà tới tháng có tiền nữa. Thì nó sẽ mồi câu nó sẽ càng lúc nó càng lớn. Nói nó hơi ngoài lề là quý vị biết cái hạn mức tín dụng mà người ta nói 45 ngày là tối đa 45 ngày. Thí dụ như một tháng tính từ ngày 0 cho tới ngày 30. Nếu như mà mình tiêu từ ngày 1
đầu tháng thì mình có 45 ngày, là tới ngày 15 tháng sau là nó hết 45 ngày. Nhưng nếu như mình tiêu vào ngày 30 thì mình chỉ có 15 ngày thôi nha. Mà mình cứ nghĩ là mình tính từ cái thời điểm mà mình cà thẻ, không phải. Trong tháng đó, tối đa là 45 ngày nếu như tính từ ngày 1. Nếu mình cà thẻ vào ngày 30 thì mình chỉ còn 15 ngày cho nửa tháng sau thôi. Không kịp cả thì lại. Đó. Rồi đó là chưa kể, làm sao mình biết được trong cái tháng đó là mình còn cái gì nữa để mà chi tiêu hay không. Và cái cách của người trẻ bây giờ và những người không trẻ nữa, khi cầm một cục tiền trong tay là cứ tiêu đi rồi tính. Dẫn đến khi mà đại dịch Covid tới, người ta thất nghiệp, người ta bị khủng hoảng. Ngay khi mà người ta chưa thất nghiệp, người ta chưa khủng hoảng thì người ta đã có một cái đống nợ trước mặt rồi. Tức là mỗi tháng mình chỉ nuôi cái thẻ tín dụng, làm bao nhiêu tiền là để nuôi cái thẻ đó. Đó. Rồi sau khi mà công việc của mình nó có vấn đề, có trục trặc, thu nhập bị thu giảm, bị mất việc, là mình bắt đầu nợ nó đè lên trên đầu. Thành ra từ một con người mình thấy tiêu xài rất là thoải mái, mà đùng một cái người ta vỡ nợ. Chỉ cần một chút xíu trục trặc rồi. Đó là do cái kiểu sống tiêu trước trả sau. Người ta nói cái kiểu sống đó nó kích thích nền kinh tế, nhưng rõ ràng là mình đang dùng thuốc độc để mình giải khát. Rồi có nhiều, rất nhiều những vấn đề trong xã hội chúng ta nhìn đều là do cái lòng tham của mình không? Toàn bộ do lòng tham. Cái điện thoại của mình còn xài được không? Còn xài được. Nhưng mà nó cứ ra cái phiên bản mới, nó cập nhật tính năng mới, và nó mồi chài mình, nó nhồi nhét trong đầu của mình là cái điện thoại mới này tốt hơn, nó tốt hơn như thế nào. Trong khi đó, đó sư biết rất nhiều chị em phụ nữ mua cái điện thoại thiệt là xịn về chỉ để selfie, lướt Facebook, lướt TikTok hết. Ngoài ra những tính năng còn lại mình không cần đâu. Mà mỗi tháng như vậy, mỗi năm như vậy, mình bỏ ra cả đống tiền cho những thứ nó không cần thiết. Rồi đó là chưa kể vô cái mùa sale off. Thực tế có phải sale off hay không? Hay là nó nâng giá xong rồi nó giảm giá? Nhưng mà mình cứ thấy cái con số sale đó là mình bắt đầu là mình quýnh lên rồi mình mua, tranh thủ mình mua. Cho nên là quý vị thoát được cái mùa Black Friday này. Nhưng mà sẽ còn nhiều mùa nữa, những cái mùa sale. Làm sao để mình thoát được? Hãy nhìn tâm của mình. Cái chuyện đầu tiên, phát hiện tâm tham. Ngay khi tâm tham vừa sanh khởi, mình nhìn một cái gì đó, một cái quảng cáo, một cơ hội, hãy nhìn. Vừa phát hiện tâm tham, ngay lập tức mình kiểm soát nó, chặn lại nó ngay. Vừa rồi nó có bắt một cái nhóm lừa đảo. Cái cách lừa đảo thì nó rất là cũ rồi, nhưng mà mình vẫn bị lừa. Bằng cách nào? Nó nói là bây giờ nó khuyến mãi, nó tặng cho mình những cái vòng tay nhập ở đâu, từ ở Himalaya, nhập ở Nhật, nhập ở hoặc là cái đồng hồ ở Thụy Sĩ miễn phí, chương trình tri ân miễn phí, không có tốn tiền gì hết trơn á. Mình mua cái giống gì đó hồi từ hồi nào mình không có bao giờ mình để ý đâu, tự nhiên bây giờ nó gọi điện nó tri ân, quà thì miễn phí, mình chỉ tính tiền ship thôi. Tức là hàng giao tới thì mình trả cái tiền ship thôi, tại người ta chỉ tặng hàng, người ta không có tặng tiền ship. Mà tiền ship đâu tới mấy trăm ngàn nữa. Hoặc là cái quà mà từ ở nước ngoài gửi về, mình chỉ đóng cái thuế hải quan để qua. Đó. Thì biết bao nhiêu người bị cái mồi câu đó. Mình nghĩ cái tiền ship đâu có bao nhiêu, sao thôi thì cứ trả. Trả về rồi mình mở ra mình nhận cái cục gạch.
bao nhiêu người bị lừa. Đó là chưa kể, đó là chuyện ở ngoài. Còn nhiều vụ ở trong nội bộ. Xin thưa ba, cái vòng tay mua sỉ, mua từng bao vậy đó. Rồi về chỉ việc làm gì? Để trước, để mấy cái mâm, để vài cái mâm trước tượng Phật, xin lỗi ông Phật. Đó. Rồi bắt đầu là tụng kinh, rồi phun nước, trì chú, rồi xong rồi đó. Cái dòng này là đã được là khai quang điểm nhãn, đeo vô là tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, gia đạo bình an, tình duyên như ý. Đó, giờ cứ muốn tật bệnh tiêu trừ đúng không, rồi cái dòng số trắng, dòng màu trắng. Muốn gia đạo bình an đúng không, rồi cái dòng màu đỏ đi, rồi dòng màu đỏ. Cứ như vậy đó. Kiếm cái hộp nào mà nhìn cho nó tinh tế tí xíu. Tại vì càng tinh tế thì nó càng có vẻ đắt tiền, mà nó lại có hơi hướng tâm linh nữa. Đó, người ta thỉnh thì cái này tâm bảo đâu có nhiêu, tùy tâm cho nhiêu cho. Đó, cứ như vậy ăn nên làm ra dữ lắm. Mà chúng ta không biết là chúng ta đang bị mắc cái mồi câu, mồi của lòng tham. Mình tham cái gì? Tham mấy cái tác dụng đó. Sức khỏe nè, sắc đẹp nè, tình duyên như ý nè, gia đạo bình an, mấy cái đó ai mà không mong cầu. Ở đời, ở thế gian này kiếm người không mong cầu mấy chuyện đó hiếm, ai cũng mong muốn. Bởi vì cái sự tìm kiếm hạnh phúc là cái gọi là cái bản năng, cái sự mong mỏi của mỗi con người. Nhưng mà thường chúng ta thì vô minh, cho nên chúng ta không biết được cách để hạnh phúc. Rồi từ đó chúng ta bị dụ dỗ. Và những người mà nắm được cái tâm lý này, họ rất là dễ họ khai thác, rất là dễ họ lợi dụng. Rồi từ đó mình chỉ có cúng tiền cho họ. Trong khi đó, nếu như mình phát hiện ngay từ đầu cái tâm tham, tự hỏi đâu ra dễ vậy, đâu ra dễ vậy. Nhưng mà để người ta lừa mình nữa, người ta thêm một bước nữa, cái này không dễ đâu nha. Cái dòng này là 100 triệu nha, không có rẻ. Dòng này là 100 triệu. Tại vì cái xương này là có khi là xương xá lợi xá hại gì đó. Rồi thỉnh, có khi là thỉnh từ ở đẩu ở đâu á, về là bao nhiêu cao tăng trì chú, 100 triệu một dòng chứ không rẻ. Là tự nhiên mình bỏ 100 triệu ra là nó phải linh. Cái dòng một vài trăm ngàn thì nó có thể không linh, nhưng tôi bỏ 100 triệu là nó phải linh nha. Cứ thế tự mình lừa mình. Có bao giờ quý vị thấy mấy cái tháp xá lợi mà bây giờ nó tùm lum không? Đó. Thì cứ vô chùa mà cúng chừng vài trăm triệu là có một tháp. Nó cứ về. Mà tại vì tôi bỏ vài trăm triệu cho nên nó phải là xá lợi, chứ không thể là cái khác được. Tự mình lừa mình. Mình phải nhìn thấy cái tâm tham của mình. Nhìn thấy tâm tham của mình. Đó là lý do sư vừa dạy giáo lý, sư vừa vấn đáp, mà sư vừa hướng dẫn quý vị hành thiền. Để chi? Để chúng ta có được sự phòng hộ ở tất cả các mặt. Mình học giáo lý để mình biết được nghiệp và quả của nghiệp. Cái gì cũng có nhân, có duyên, bất kỳ hành động nào cũng sẽ cho ra kết quả. Ví dụ, mình muốn có sức khỏe thì mình phải làm phước về sức khỏe. Mình muốn có tài sản, mình phải làm phước về tài sản. Mình muốn làm phước về trí tuệ, mình muốn có trí tuệ thì mình phải làm phước về trí tuệ. Mình phải hiểu nhân quả tương ứng, chứ không phải là mình chỉ đơn giản mình quăng một cục tiền ra rồi là mọi thứ nó như ý mình đâu. Thì nó nội như trong khóa thiền này,
chúng ta tác ý như thế nào, chúng ta thực hành như thế nào, chúng ta sẽ cho cái quả tương ứng như thế đó. Người cúng dường khóa tu, hộ độ khóa thiền, cúng dường tam bảo, thì cái sự cúng dường đó nó cho ra cái phước vật chất. Người phục vụ khóa tu bằng cách ví dụ như quét sân nè, hoặc là bỏ công sức của mình ra để điều hành, để lo lắng, để lo từng ly từng tí, như là ban tổ chức, thì nó cho cái phước sức khỏe. Nhắc tới phước sức khỏe, ngày hôm qua có một cô báo với sư, nói là để sư chia sẻ cho mọi người hoan hỷ. Cổ bị tiểu đường 400 mấy á, bác sĩ thua rồi, coi như là thôi về muốn ăn gì ăn đi. Thì cổ tham dự khóa thiền đợt này, vô ban tổ chức, thì cổ ở nhà nó xin thưa đường 400 mấy thì ăn nó kiêng khem đủ thứ hết trơn á, bồi bổ rồi thì cái gì thì cũng phải lo hết, lo đường, lo máu, lo đủ thứ. Vô trong đây thì thôi kệ, sống nay chết mai, thì cứ ăn theo mọi người thôi, không có để ý, không có gì hết. Mới hôm qua hôm kia cổ thử lại máu 190 mấy. Cổ tưởng là mắt cổ bị vấn đề, cổ tưởng mắt có vấn đề, cổ nhìn lại 190 mấy, chứ không phải còn 400, chứ không phải 400 mấy, còn 190 mấy. Cổ hết hồn. Rồi cổ mới đây cổ kiểm tra lại còn có 180 mấy. Nếu ai chưa biết thì 180 mấy thuộc về cái loại tốt. Thì cái sức khỏe đó, tự nhiên nó cải thiện, có những cái nó màu nhiệm khi mà mình hộ độ, mình phục vụ. Thì ở chùa sư, ở chùa Nam Tông, hồi xưa có một chú chuyên làm công quả ở chùa. Nhưng mà sư để ý mà chú chỉ có điều là chú bị bệnh đau á từ hồi nhỏ, thành ra là chú không có cái khái niệm thời gian gì hết trơn á. Cứ giờ nào chú muốn quét sân là chú quét sân thôi. 12 giờ quét sân là cũng quét sân. Mà 2 giờ sáng lột xột là biết chú đang quét sân ở ngoài á. Trời mưa tầm tã chú cũng đi ra quét sân. Mà tội là tội vậy nè, thương lắm. Trời mưa bất kể mấy giờ nha, 12 giờ trưa cũng được, mà 2 giờ sáng cũng được, mà 3-4 giờ sáng cũng được. Ảnh mà cứ nghe mưa là ảnh lo, ảnh chạy ra ảnh gom y vô cho mấy sư. Mà từ hồi xưa biết ảnh tới bây giờ ảnh không có bệnh cái gì hết trơn, không có bệnh. Nói vậy là khỏe cui cui, không có bệnh đó. Rồi cũng một vị sư sau này làm sư, hồi trước là cư sĩ, bị tai biến. Sau khi tai biến thì vô chùa công quả. Rồi về sau cái tai biến vượt qua hậu chứng tai biến, rồi sau này đi xuất gia và trở thành một vị sư cụ lớn tuổi nhất chùa, 90 mấy tuổi, rất là khỏe, nó khỏe nhất chùa đó. Cho nên đó, cái phước phục vụ thì nó mới cho sức khỏe nha. Mình làm cái kiểu phước gì thì nó sẽ cho ra cái kiểu nghiệp như thế, nghiệp tương ứng đó. Rồi cái chuyện mà quý vị đi thiền, quý vị ngồi thiền, mình giữ gìn chánh niệm, quan sát thân thọ tâm pháp, nó cho cái phước trí tuệ đó. Thì nhờ cái phước trí tuệ đó, chúng ta có cơ hội cắt đứt diệt trừ phiền não. Có cái câu chuyện ở trong Tăng Chi, có hai vị tỷ kheo mà ở kiếp xưa thì là hai người, một người á thì lo làm phước, nhưng mà một người thì chỉ có lo hành thiền thôi chứ không có lo làm phước.
Thì đến cái thời điểm hiện tại khi xuất gia thì cái vị mà có làm phước á, thì cái đời sống vật chất của vị đó rất là sung túc. Còn cái vị kia thì chỉ có tu thiền không có làm phước thì đời sống rất là nghèo khổ. Đó. Thì cái người bình thường thì họ để ý tới cái vấn đề đó. Nhưng mà sau khi mà chứng thánh, sau khi chứng thánh chứng A-la-hán rồi thì hai vị mới nói với nhau, gặp nhau mới nói với nhau đó. Thì một vị có cái ý đó là nói là tại hồi xưa thì sư huynh không có tạo phước, thành ra đời nay cái đời sống vật chất nó khó khăn, nó thiếu thốn. Thì vị kia mới nói là thì như vậy cũng đâu có vấn đề gì, đâu có liên quan gì. Bởi vì chứng thánh rồi thì giàu hay không nó cũng như nhau. Bởi vì cái vị mà không còn phiền não thì đó là cái vị giàu nhất ở thế gian này. Thì cái bài kinh là để nói lên cái vấn đề là dù cho mình có vật chất hay không có vật chất thì cái sự cứu cánh rốt ráo vẫn là sự chấm dứt khổ đau. Tuy nhiên chúng ta đa phần thì ngó cái phụ làm cái chánh, đó là mình cũng ngó mè mé nói mà tu khổ quá thì nó cũng hơi buồn. Cho nên chúng ta tu trong cái đời sống cho đến khi mà chúng ta giải thoát giác ngộ thì cũng phung bồi đủ cả ba cái ha: phước vật, phước đức và phước trí. Cái phước đức ngoài cái chuyện chúng ta phục vụ còn có cái chuyện chúng ta giữ giới, ráng giữ giới, đặc biệt là cư sĩ tại gia. Có nhiều người họ nghĩ là cái chuyện giữ giới nó sẽ làm cho mình bị thất thoát tài sản, nhưng mà không phải. Có nhiều người nhờ giữ giới mà họ giữ gìn được tài sản, tài sản họ không bị mất. Hơn nữa họ lại là người có uy tín ở trong xã hội. Quý vị là những người tại gia, nếu như quý vị là chủ một doanh nghiệp hoặc là mình có những cái gọi là có những cái người mà cấp dưới thì sư có lời đề nghị như vậy nè. Thường mình đi làm, đặc biệt là doanh nghiệp, mình hay thờ, đặc biệt thờ ông thần tài thổ địa. Xin thưa mấy cái đó là những cái linh vật chết nha. Mà mình thờ là mình kiếm những cái người cư sĩ mà họ giữ giới, họ thiệt thà, họ sống lương thiện, thờ mấy ông đó nha. Thuê mấy ông vô không cần làm cái gì hết cũng được, chỉ cần có mặt tháng trả lương cho. Tại vì quý vị biết là một người mà hiền thiện thì họ ở đâu chư thiên ở đó. Chư thiên sẽ gọi là mình gọi là phù hộ các vị đó. Đó. Thì như vậy đó, mình cái công ăn việc làm mình nó sẽ may mắn, nó sẽ thuận lợi. Thành ra thay vì mình thỉnh ông thần tài tổ địa thì không biết có thiệt hay không nha. Nhưng mà mình thỉnh mấy vị mà có giới sống hiền thiện, mình cứ thỉnh các vị đó về thì đảm bảo công việc làm ăn của mình nó được thuận lợi. Rồi. Nói nó hơi xa là khi mà mình muốn có cái tham á, đầu tiên mình phát hiện, hai là mình phải biết cái nào mình muốn thì mình cần phải làm cái gì tương ứng, chứ đừng có đầu tư sai chỗ thì tiền mất mà tật mang. Đó là cái thứ nhất. Cái nhóm thứ hai là cái nhóm mà tâm sân. Cái chuyện đi làm dễ mấy khi mà gặp mấy người dễ thương. Có nhiều khi mình gặp khách hàng cũng cà chớn đủ thể loại hết trơn. Rồi đó là chưa kể gặp đồng nghiệp, rồi gặp công việc nó bủa vây mình, nó làm cho cái tâm của mình nó sân mà mình không để ý.
Giống như ở trong kinh ví dụ Lưỡi Cưa, có một cô hầu gái, cổ thấy cái cô chủ của mình á, hiền quá, thành ra cổ có ý là cổ để cổ coi coi là cô này cổ hiền thiệt hay không, thì cổ mới ghẹo, cổ chọc cô chủ, thì cô chủ mới lôi đầu, xách đầu, nắm đầu của hầu gái ra đập cho một trận. Thì cô này cổ vừa khóc rồi cổ vừa than, nói tưởng cô hiền lắm chứ ai nhè cô dữ như bà chăng. Thì cái câu chuyện này đến tai Đức Thế Tôn. Thế Tôn mới nói đó, cái người mà hiền thiện á, Như Lai chưa gọi người đó là hiền thiện đâu, bởi vì nó chưa gặp hoàn cảnh để thử thách. Thành ra ngay cả các vị tỳ kheo cũng thế nha. Như Lai chưa nói là hiền thiện, chỉ khi nào á, gặp thử thách thì mới biết người đó có phải hiền thiện hay là không. Bởi vì cái tâm của mình á, nó chỉ cần nó có sự kích thích, nó tương ưng với cái ác của mình là ngay lập tức nó ác ngay. Như trường hợp của trưởng lão Chakubala, thì năm xưa đó, ở cái đời quá khứ, trưởng lão là một vị thầy thuốc rất là giỏi, thầy thuốc chữa bệnh. Thì có một bà cụ đến xin chữa bệnh với ông thầy thuốc này, thì mới nói là thôi bây giờ tôi nghèo, tôi không có tiền, bây giờ tôi gán con gái của tôi đi, bây giờ mắt tôi nó bị mờ, thì bây giờ ông mà ông chữa hết cái mắt của tôi á, thì tôi gán con gái tôi cho ông, rồi tôi cũng đi theo, tôi ở đợ cho ông luôn đó. Thì vị này cũng không có cần chi mà hai mẹ con đó đâu, nhưng mà thôi thì chữa bệnh thì mình cũng phải chữa. Thì sau khi mà chữa bệnh, chữa pha cái thuốc nhỏ mắt á, thì bà này bà nhỏ mắt thì dần dần mắt bà sáng ra. Thì khi mắt khỏi bệnh á, quý vị biết mà, khi mà mình, cái người á, người ta vô ơn nó dễ lắm. Thành ra là khi mà mắt chữa mà hết bệnh rồi thì bà cụ mới tiếc, trời có cặp mắt mà giờ lỡ hứa gả con gái thì mình ở đợ vậy nữa. Thôi bây giờ mình nói nó khác đi. Thì mới nói đến nói với ông bác sĩ là ông chữa sao mà tôi có thấy cái gì đâu, không có thấy khá khẩm gì hết trơn á. Thôi chắc tôi khỏi đi khám ông nữa, tôi kiếm người khác. Tức là tính bỏ, tính xù á. Thì vị bác sĩ biết ông giỏi lắm, cho nên là ông nhìn là ông biết bệnh ngay. Thành ra nói thôi được rồi, ráng tôi cho một liều nữa thôi, cho một liều nữa. Thì cái liều này do bà này bả vô ơn, bả có cái lòng là bả quỵt, cho nên là nó tương ứng với tâm ác của công bác sĩ. Thành ra bác sĩ ông chế thuốc độc, bà này bà nhỏ một cái là mắt mù luôn. Chính bởi vì cái nghiệp đó mà vị này đi địa ngục một khoảng thời gian rất là lâu xa, cho đến kiếp cuối cùng vị này hành thiền, mà hành theo cái kiểu là không ngủ, không nhắm mắt suốt 3 tháng. Quý vị chỉ mới có sáng dậy sớm, mà có khi mình như con gà cà gục cà gục cà gục. Còn vị này là vị này mắt mở liên tục, không có nhắm mắt. Thì vị này cũng từ chối sự điều trị theo lời bác sĩ. Bác sĩ yêu cầu là bây giờ ngài phải nằm ngửa ra để con nhỏ thuốc mắt cho, rồi sau đó ngài nằm nghỉ ngơi thì mắt sẽ hết, không có cái gì hết trơn á. Cái này là do cái thói quen sinh hoạt, không có gì hết. Nhưng mà vị này do cái nghiệp cho nên là cương quyết không có nghe theo lời bác sĩ, dẫn đến là vị này bị mù. Nhưng mà do cái sự nỗ lực tinh tấn cho nên ngay khi vị này bị mù thì vị này chứng đắc đạo quả A-la-hán. Nhưng cái nguyên nhân bị mù là do năm xưa đã có tâm ác. Thấy chưa?
Thành ra Đức Thế Tôn mới nói là tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nếu nói hay hành động với tâm ý ô nhiễm, khổ não liền theo sau như xe chân vật kéo. Bình thường mình nghĩ là mình hiền thiện, mình rất là hiền, nhưng mà chẳng qua là chưa có sự kích thích đúng mức, chưa có cái hoàn cảnh để đẩy mình vào cái thế đó. Chứ còn khi mình gặp cái hoàn cảnh, gặp đúng con người, gặp đúng sự kiện đó, có khi mình sẽ ác. Thành ra Đức Thế Tôn nói người biểu hiện ra ngoài là hiền thiện Như Lai chưa gọi đó là hiền thiện. Chỉ khi nào mà gặp cái hoàn cảnh mà họ vẫn giữ vững được, vẫn hiền thiện, thì Như Lai mới gọi đó là người hiền thiện. Mà mình giữ vững bằng cách nào? Bằng cách trông chừng cái tâm của mình. Mình phải đề phòng. Tại vì chỉ cần một cái hoàn cảnh nào đó nó kích thích là tâm mình nó sẽ sân ngay. Phải đề phòng. Vừa khởi tâm sân là mình biết ngay. Đừng bao giờ tự an ủi mình là tôi dễ sân vậy chứ tôi lành lắm. Xin thưa, cái lành đó chưa chắc cả. Tại vì Đức Thế Tôn có đưa ra cái ví dụ có bốn cái loại rắn. Là một rắn không có độc, nhưng mà nọc nó chạy nhanh nhưng mà nó không có độc. Có rắn nọc nó không độc nhưng mà nọc nó chạy chậm. Có rắn nọc nó độc nhưng mà nó chạy nhanh. Có con rắn nọc nó độc nhưng mà nó chạy chậm. Nó tương ứng với người á, có người họ mau sân, họ sân dễ lắm, nhưng mà họ mau quên. Tức là cái sân á, nó đến ào rồi nó lại quên cái ào. Có người á, cái sân á, nó đến chậm nhưng mà rồi họ cũng dễ quên. Nhưng mà có người á, cái sân á, nó đến nhanh mà họ lâu quên. Có người cái sân nó đến chậm và họ cũng lâu quên. Thành ra chúng ta phân làm hai nhóm. Một là dễ sân hay là khó sân, tức là sân nhanh hay là sân chậm. Có những người mình vừa kích thích một tí ha, vừa gặp hoàn cảnh kích thích một chút xíu là ngay lập tức sân ngay lập tức. Nhưng mà có những người á, họ sân nó chậm, chưa giống như mình bị phản ứng chậm, chưa có sân liền đâu. Nhưng mà về tối về gác chân lên trán nằm suy nghĩ, bắt đầu là nó sân. Tới nó dồn tới mình không có phản ứng liền. Nhưng mà bắt đầu nó buồn rầu, nó rầu rĩ, nó sân. Nhưng mà sau đó thì có người thì họ chọn là mau quên, có người thì họ lâu quên. Thì cái sân nhanh và sân chậm này đó, điều quan trọng là chúng ta phải để ý tâm. Khi chúng ta quá nhạy cảm thì vừa chạm một tí sân vừa lên là chúng ta phải phát hiện ra ngay. Còn khi mà cái sân nó chậm hơn thì mình cũng phải để ý, bởi vì nó sanh lên rồi thì mình phải để ý tới nó. Sư luôn luôn nhắc nhở quý vị, đừng để bất kỳ một trạng thái nào xuất hiện mà mình không ghi nhận. Toàn bộ đều ghi nhận hết. Đó. Rồi đa phần chúng ta là cái người lâu quên, chứ không phải là cái người mau quên. Mà khi mình lâu quên như vậy đó, mình làm cái gì? Mình nhớ. Cái chuyện từ năm nào á, mình cứ ghi nhớ trong lòng, gọi là mình ghim ở trong lòng, ghi hận trong lòng, nó chất chứa nha. Rồi từ chuyện nọ đến chuyện kia, chuyện buồn phiền đời sống, chuyện buồn phiền công ăn việc làm đó, chuyện buồn gia đình đó, chuyện buồn vợ chồng con cái, nó lâu quên. Thành ra nó dẫn đến một cái tình trạng là sự chất chứa muộn phiền. Mà khi nó chất chứa như vậy đó
Nó đi vào thì nhiều mà đi ra thì ít, lâu quên mà đi ra thì ít, thành ra nó cứ chất chứa chất chứa chất chứa, giống như là một cái lò xo nó dồn nén. Thì có người á, cái thùng rác của họ nó hẹp thì nó dồn được ít, có người thùng rác họ nó rộng thì nó dồn được nhiều. Thành ra có nhiều người á, mình nói họ kham nhẫn mười mấy năm, mấy chục năm, nhưng thực tế họ chỉ đang dồn rác thôi, đang dồn cái lò xo của họ. Và họ dồn càng nhiều thì mình phải biết càng sợ họ nha. Tại vì nó chỉ cần một cái mồi thôi, một cái mồi là nó bùng lên. Và khi bùng lên thì nó không đơn giản chỉ là một phiền não, hai phiền não, mà nó chất chứa phiền não từ xưa đến giờ, nó bắt đầu nó bùng lên và từ đó nó gây họa. Mà đương nhiên khi phỏng vấn thì xung quanh ai cũng nói nó hiền lắm. Đương nhiên nó hiền, tại vì bao nhiêu những cái uất ức, bao nhiêu những cái vấn đề, bao nhiêu lo âu muộn phiền nó dồn vô trong đầu nó mà. Nó dồn xuống, nó nén xuống. Thì cho tới chừng nào nó dồn không nổi nữa, nó bung ra mọi người mới hú hồn. Thì như vậy, cái cách chúng ta giải quyết là cái gì? Đổ rác thường xuyên. Và thậm chí là chúng ta để mình là một cái thùng rác bị thủng đáy. Sẽ không nói không đáy, tại vì thùng rác không đáy thì mình có chất chứa vô miết thôi. Nhưng mà thùng rác bị thủng đáy, tức là cái gì nó đi vào là nó bị lọt tỏm đi ra ngoài. Bằng cách nào? Bằng cách buồn. Sư vẫn luôn luôn nhắc nhở quý vị, đặc biệt là khi vừa bắt đầu vào cái thời khóa, niệm buồn. Những cái chất chứa, những cái muộn phiền, những cái lo lắng, những cái ưu tư, buồn. Mình buông càng nhiều thì mình càng nhẹ. Và sư tin là quý vị đã trải nghiệm rồi. Khi mình buông thì tự nhiên là tâm mình nó sẽ nhẹ. Như vậy mình không phải chất chứa những cái lo âu, chất chứa những phiền não đó. Mình không phải đè nén, mà cứ mỗi lần một vấn đề phiền não đến thì mình buông. Và nhớ, buông rồi thì buông luôn. Người ta nhặt tiền, nhặt vàng, chứ không có ai nhặt rác. Cho nên khi mà những cái ký ức, sư biết là nếu như chúng ta rơi vào cái loại người mà giận mà lâu quên thì mình buông vào thời điểm đó thôi, nhưng mà cái ký ức về nó vẫn còn. Thì khi mà ký ức nó đến, nhớ mỗi lần ký ức nó đến thì mình lại buông. Giống như mình là cái thùng rác thủng đáy, cho nên rác bỏ vào nó chạy ra ngoài. Mà có những người vì lòng tốt cho nên nhặt giùm rác bỏ tiếp vào trong thùng. Cho nên thôi đừng có giận họ, mà mình là thùng rác thủng đáy, cho nên họ bỏ thì họ cứ bỏ, mà nó không có dính miếng nào hết trơn. Nhấc thùng rác lên là rác nó cứ ào ra thôi, không có dính miếng nào hết trơn, đi bỏ chỗ khác đi. Thì như vậy mình sẽ nhẹ. Và sư mong là những thiền sinh sau khi về, chúng ta không còn những cái nỗi muộn phiền, không còn những nỗi uất ức, không còn những lo lắng nó tích trữ từ ngày này qua tháng khác. Bây giờ đó, chúng ta hãy tập buông. Hãy tập buông đi. Buông dần, buông dần, buông dần. Thì như vậy chúng ta sẽ nhẹ. Về đời chúng ta đi làm cũng thế. Khi mà có một cái sự bất mãn đó, nó đến với mình, thì hãy phát hiện ra ngay tâm sân. Và sư nhắc nhở quý vị, hãy nhìn vào cái trạng thái sân của tâm.
chứ đừng nhìn vào cái làm cho tâm mình sân. Ai đó làm cho mình giận, hãy nhìn vào cơn nóng giận để buông bỏ, để hóa giải nó, chứ đừng nhìn vào con người làm cho mình giận. Thì như vậy mình hóa giải dần và mình buông dần. Rồi những cái áp lực bên ngoài nó đến thì cũng vậy, buông. Nhưng mà bây giờ công việc thì mình phải giải quyết, thì hãy suy xét, đây là sự kết hợp giữa tham và sân. Có phải là do mình mong cầu quá nhiều, mình muốn công ăn việc làm nó có nhiều tiền, mình muốn có nhiều địa vị, mình muốn có nhiều phần thưởng cuối năm, cho nên mình mới chạy theo, mình mới ôm đờm nhiều việc. Nó dẫn đến mình một cái vòng xoáy, một cái vòng lặp không có lối thoát. Quý vị thấy Nhật được xem là một nước tiên tiến, mà quý vị có biết là cái tỷ lệ tự tử của Nhật là nó cao nhất thế giới không? Do nó bị đẻ. Đó là chưa kể cái tỷ lệ biến thái ở Nhật là nổi tiếng khắp thế giới. Có những cái mà mình không thể tưởng tượng được là nó có. Chỉ có cái mình nghĩ không ra, chứ không có cái ở đó không có. Cái thể loại nào, cái thể loại biến thái nào đó cũng có chứ. Mà do đâu vậy? Do cái lòng tham của họ không được kiểm soát, dẫn đến những cái áp lực tâm lý nó đè nén họ. Thành ra đó, họ trở nên biến thái. Họ trở nên, họ tìm một cái phương cách gì đó nó giải tỏa. Mà quý vị biết mà, mình cái thú ăn chơi ở thế gian, mình sẽ càng ngày càng tìm những thứ kích thích hơn, nặng đô hơn. Rồi từ đó nó làm hỏng con người của mình. Thành ra chúng ta đừng có nhìn họ rồi mình chê trách, mà coi chừng mình đang đi theo cái bước của họ. Tại vì sao? Mình đang tôn thờ vật chất, mà mình quên là mình cần phải thủ vững tâm của mình. Khi mà mình chạy theo bên ngoài mà mình không lo gìn giữ nội tâm, thì sẽ đến một lúc nào đó tâm của chúng ta sẽ kiệt quệ bởi những ham muốn, bởi những áp lực, bởi những thứ bên ngoài và những thứ bên trong không buông bỏ được. Rồi từ đó chúng ta đưa ra những quyết định sai lầm. Bây giờ người trẻ bị trầm cảm, bị tâm thần phân liệt đó. Rồi thậm chí cái tỷ lệ mà tự tử ngày càng nhiều. Mình đang đi theo cái hố của những cái nước phát triển. Mình cho họ là phát triển, nhưng có chắc là họ phát triển không? Cho nên cái sư cần làm là nhắc nhở quý vị, và cái quý vị cần làm là phải nhắc nhở chính mình. Ít muốn biết đủ, đừng chạy theo tham dục quá nhiều, đừng để lòng sân hận, đừng để những muộn phiền nó bủa vây lấy mình. Nhớ quan sát tâm và có sự phòng hộ tâm. Tâm nó vừa sanh khởi, ngay lập tức ghi nhận biết rõ. Rồi cái nhóm thứ ba là cái nhóm tâm nó bị tán loạn. Sở dĩ tâm mình bị tán loạn là do đâu? Do tâm mình không tập trung. Quý vị nghe nó có vẻ nó chất quớt, nhưng quý vị có biết là cái thời đại bây giờ nó đang phát triển những công nghệ, những pháp làm cho tâm của mình càng ngày càng tán loạn, quý vị biết không? Ví dụ TikTok, nó là những cái clip ngắn chỉ vài giây, dài chỉ vài chục giây, và nó liên tục nó thay thế từ cái clip này qua clip kia. Mục đích để làm gì? Để cho mình mất
chung. Khi mà cái đối tượng của mình nó thay đổi liên tục thì cái khả năng tập trung dài hạn của mình nó bị hao mòn. Để ý kỹ, bây giờ ngày càng ít sự kiên nhẫn khi mà người ta phải xem những video trên 5 phút. Mà một cái bài giảng 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi, người ta không đủ kiên nhẫn để nghe. Thậm chí đừng nói chi những cái pháp cao thượng, một cái bài ca nhạc thôi, hơn 5 phút người ta đã chán. Người ta chỉ cần là vài nốt nhạc, vài chục giây nhạc, nó lặp đi lặp lại, họ lại thích. Do đâu? Do cái tâm của mình nó tán loạn, làm cho mình không tập trung. Mà quý vị thấy rõ nhất là trong công việc, mình cần phải có sự tập trung. Mà mình cứ tán loạn như thế thì làm sao mà mình tập trung vào công việc để mình phát triển được. Rồi nó dẫn đến mình cứ ham làm nhiều việc cùng một lúc, vừa làm cái này vừa làm cái kia, tâm nó bắt vài chục cảnh, rốt cuộc mình không giỏi được cái gì hết trơn. Mà cái chúng ta cần khắc phục là gì? Hãy rèn luyện tâm, chú tâm tập trung vào một điểm, đó chính là hơi thở. Nhưng mà với những ai mà tâm bị tán loạn quá lâu rồi, cứ tập trung là bao nhiêu những cái phiền não, bao nhiêu những suy tư, bao nhiêu những cái vọng niệm nó cứ ập tới, thì mình còn rất nhiều những đối tượng để quan sát, đó chính là thân, thọ, tâm, pháp. Đứng dậy đi thiền, theo dõi từng bước chân, nhất bước đà, xoay tới xoay lui, co duỗi, ăn uống, nhai nếm, tiêu tiểu. Trong khóa thiền chúng ta không có khái niệm xả thiền, nhớ sư ta không bao giờ kêu quý vị xả thiền. Bởi vì khi xả thiền tức là mình để cho cái tâm của mình nó theo thói quen nó phóng dật. Để ý, khi mình phóng dật tự nhiên là mình có nhu cầu phóng dật, mình bắt đầu mình nói chuyện, mình bắt đầu mình không kiểm soát nội tâm nữa. Trong khi đó, khi chúng ta thực hành tứ niệm xứ, chúng ta không làm thêm cái gì cả, mình vẫn đi, vẫn đứng, vẫn sinh hoạt rất là an lạc. Mình chỉ đơn giản là mình quan sát thôi. Nhưng mà đôi khi chúng ta tự mình làm khó mình bằng những cái suy tư, những cái vọng niệm, làm cho cái đầu mình nó quá ồn ào. Rồi đến khi mình yên tĩnh, mình chịu không nổi. Thành ra hãy luôn cẩn trọng. Và sư nhắc, sư biết là chúng ta còn cái tánh phàm rất là nhiều. 10 ngày này nó chỉ giúp cho chúng ta một phần, chứ làm sao mà chúng ta sống cả mấy chục năm mà chỉ 10 ngày mà chúng ta có thể thay đổi hoàn toàn cách sống, thay đổi hoàn toàn con người mình được. Nó chỉ thay đổi một phần, mặc dù một phần đó là quý lắm, một phần đó là nó dữ dằn, nó ghê gớm lắm. Nhưng mà nhớ, chúng ta chỉ có 10 ngày. Thành ra đó, sư biết là cái tánh phàm mình còn, mình sẽ tự nhiên là mình nói chuyện, mình sẽ tự nhiên mình phóng dật, mình tự nhiên là mình thất niệm. Thì có những bạn ở trong khóa thiền, có những bạn trong ban tổ chức sẽ giúp đỡ quý vị đứng ra nhắc nhở. Và nhớ, vai trò của các vị trong ban tổ chức không phải là giống như ở ngoài những cái bạn trong ban trật tự, không phải theo cái kiểu là đối đầu với mình. Nhớ dùm nhé, các bạn không bao giờ đối đầu với mình, mà các bạn đang hỗ trợ mình khi mà mình thất niệm, nhắc nhở mình.
thì đừng có oan trái với nhau. Hãy bình tâm nhìn lại mình và điều chỉnh. Sư vẫn luôn mong mỏi chúng ta hãy tập chiến thắng chính mình. Khi mà mình buông lung, mình vọng niệm, mình không có nghe nữa, mình cứ phóng dật, mình phóng tâm, rồi mình cứ ngồi mình tám chuyện, thì khi đó là mình đã chịu thua chính mình. Và khi mình chịu thua chính mình như vậy, nó không đơn giản chỉ một mình là người bị hại, mà mình còn hại luôn những người kế bên. Mình khều rồi mình nói là mình hại luôn những người kế bên. Thành ra là cái thời thiền của mình 10 ngày này mình đã làm cho nó bị phung phí, uổng lắm quý vị, uổng. Cho nên hãy cố gắng nỗ lực, mình chỉ có 10 ngày nha. Và sau cái khóa 10 ngày này, sư mong là mỗi người trong số chúng ta sẽ có sự tiến bộ trong nội tâm và có thể áp dụng được, đem về để chúng ta thay đổi chính cuộc sống của mình. Và tiếp theo là phần chỉnh thủ, phần vấn đáp. Mời ban tổ chức đưa sư cái tờ vấn đáp. Kính bạch sư, xin sư giảng giúp con một số từ mà con chưa rõ. Các hành, các pháp, vô ngã, Phật pháp thì có nằm trong phạm vi của các pháp không ạ? Các hành là vô thường và các pháp là vô ngã. Các hành á, sankhara có nghĩa là gì? Là tất cả những cái gì mà do duyên, tức là có điều kiện. Tất cả những cái gì mà có điều kiện á, do duyên mà có, thì nó đều là vô thường. Cái gì mà có duyên sanh thì nó sẽ có duyên diệt. Cái sankhara đó, ví dụ như cái tuổi thọ thì nó cũng là các hành. Rồi cho đến cái cây, cho đến tất cả những thứ mình thấy được bằng mắt, mình nghe được bằng tai, tức là mình tiếp xúc được bằng các cái căn của mình, các cái giác quan vật chất, thì nó đều là các hành. Rồi cho đến những thứ mà trong tâm của mình, cái ý của mình suy tư đấy, từ những cái suy nghĩ cho đến những khái niệm, toàn bộ đều là các hành. Những thứ mà mình có thể định đặt, định nghĩa, mình gọi tên được, mà chúng ta gọi là tục đế, là những thứ do chúng ta quy định, quy ước, thì nó đều là vô thường. Tức là nó đều luôn luôn biến đổi, biến diệt không ngừng. Và cái thứ hai là pháp. Thì xin thưa, pháp ở đây tất cả đều là pháp. Từ lời dạy của Phật thì cũng là pháp, cho đến cái bàn, cái ghế thì toàn bộ đều là pháp. Nhớ gì? Tất cả đều là pháp. Mà cái vô ngã ở đây nghĩa là sao? Nghĩa là không có cái gì để mình xem đây là tôi, là của tôi. Toàn bộ đều là lắp ráp. Quý vị chỉ cần nhớ dùm vậy thôi. Toàn bộ thân này, tâm này đều là lắp ráp. Nó không có một cái cốt lõi để mình có thể cho rằng đây là tôi và của tôi. Và toàn bộ những thứ mà mình có thể nhận biết được thì nó cũng là lắp ráp. Cho nên cũng không có cái gì để gọi là tôi là của tôi. Con có con gái, lúc bình thường thì nói nó nghe, mà đôi khi trái ý nó không nghe, nó nổi sân lên. Khi đó con có hai cách:
Một là nói nó vô phòng khi nào bình tĩnh và nói chuyện. Hai là phải quát thật to rồi nó mới sợ và nghe lời. Con nghĩ cứ phải nhẹ nhàng miết nó sẽ nhờn, và như vậy một số trường hợp mình bắt buộc cái gì vô làm hả? Sẽ không được. Và trẻ em, trẻ con chưa biết nhiều nên nhiều khi phải nói không nghe, phải bắt buộc. Xin sư cho con lời khuyên. Con nít bây giờ nuôi thì sư biết là rất là khó. Nhưng mà như vậy, điều quan trọng là mình giải quyết cái tâm sân của mình trước. Nhớ dùm sư, luôn luôn lưu ý giải quyết tâm sân của mình trước, đặc biệt là khi nuôi dạy con. Mình có dạy nó cái gì, mình có nói nó cái gì, dù cho mình phải dùng roi vọt, dù cho mình phải nặng lời, mình phải dùng những cái ngôn từ gọi là mạnh mẽ, thì mình cũng phải giải quyết tâm sân của mình trước. Bởi vì tâm sân là cái khiến cho mình bị mất bình tĩnh, mất đi trí tuệ. Và sư luôn nói, khi chúng ta mở miệng, chúng ta nói hoặc chúng ta dạy con cái, quý vị phải thuộc dùm sư 5 điều và mình phải áp dụng được trong cuộc sống. Thứ nhất là lời mình nói phải luôn đúng sự thật. Cái thứ hai là mình nói phải có lợi ích. Cái thứ ba là phải đúng thời điểm. Cái đúng thời điểm này rất là quan trọng. Mình phải xem coi thời điểm này mình nói nó có nghe hay là không, thời điểm này mình nói có phù hợp hay là không. Có nhiều khi mình phải chờ, hoặc mình phải tạo điều kiện để cái thời điểm nó phù hợp. Nhớ giùm cái thời điểm phải phù hợp. Cái thứ tư là khi mình nói mình có trau chuốt từ ngữ hay không, mà người ta gọi là uống lưỡi 7 lần trước khi nói. Chứ không phải mình bạ đâu mình nói đó. Có những bậc cha mẹ họ điên lên là họ quơ cái gì họ đập nó, cái đó là sai. Có những khi mình thiếu kiểm soát, mình bạ đâu mình nói đó, nó là sai. Mình nói một cách không có kiểm soát ngôn ngữ, nó là sai nha. Mình phải tổ chức ngôn ngữ. Có khi mình cần phải nói nhẹ nhàng thì mình nói nhẹ nhàng. Có khi mình cần phải nói mạnh mẽ thì mình có thể nói mạnh mẽ. Khi cần mềm thì mình mềm, khi mình cần nghiêm khắc thì mình nghiêm khắc. Có khi cần phối hợp. Nhưng ngôn ngữ là mình phải có sự sắp xếp, có sự chuẩn bị. Chứ không phải là mình cứ bạ đâu mình nói đó. Và cái thứ tư là mình nói bằng từ tâm chứ không phải bằng sân tâm. Phải luôn luôn ghi nhớ cái này. Và khi mình có được mấy cái này rồi đó, tự nhiên, đặc biệt là cái cuối cùng, mình nói bằng từ tâm không phải bằng sân tâm, thì tự nhiên lời nói của mình nó sẽ khác. Cái tông giọng của mình nó sẽ khác. Dù là nghiêm túc, nghiêm khắc đi chăng nữa, cái tông giọng của mình nó sẽ khác. Và cái lời nói mình nó sẽ khác. Mình sẽ tránh tối đa cái chuyện gây tổn thương cho nhau. Và đương nhiên để mình có thể dạy dỗ được con cái thì mình phải có kiến thức. Mà kiến thức thì ở trong, ngay cả trong kinh tạng cũng có. Sư đã có một vài cái bài giảng, một vài cái video về cái sự hướng dẫn nuôi dạy con cái theo cách của Đức Phật. Đừng nghĩ Phật không biết cái gì, đừng nghĩ là các sư ở chùa chỉ biết có mỗi chuyện tu. Đợt rồi sư ra Hà Nội
À, sư có một cái thời chia sẻ làm sao để trở thành một nàng dâu hạnh phúc trong gia đình. Những cái đó biết hết, có hết. À, và sư mong là mình sẽ có một dịp mình làm giống như một cái cuộc hội thảo vậy đó. Để mình bàn, mình làm việc với nhau, mình nói cái cách nuôi dạy con cái trong cái nhìn của Phật Pháp, cái nhìn trong Kinh Tạng, cái cách để mình làm một người vợ, cái cách để mình làm một người chồng, cái cách để mình làm một người mẹ, một người cha, một người con trong gia đình. Có hết. Thì như vậy đó, khi mình có kiến thức, mình biết dạy như thế nào. Xin thưa nhiều bậc phụ huynh chưa lớn mà đã vội làm cha mẹ, thì mình thiếu những cái kiến thức này rất là nhiều. Kiến thức nuôi dạy con cái không phải là chuyện đơn giản đó. Thì mình cần phải có kiến thức, rồi từ đó, đó cái cách dạy của mình nó mới hợp lý và nó mới hiệu quả. Cho nên đầu tiên là cái công cụ truyền tải lời dạy là mình phải truyền tải bằng từ tâm. Và cái kiến thức nền tảng để mình có, để mình dạy, thì mình phải đi học giáo lý. Rồi và sư tới chiều chúng ta sẽ vấn đáp tiếp, và xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh, mong cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý, sau khi đã thọ hưởng rồi được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Nguyện cầu tam bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thấy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá.